Trải qua hơn 31 năm xây dựng, phát triển, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đạt được những kết quả to lớn. Một số doanh nghiệp quân đội đã đổi mới, vươn lên khẳng định được uy tín, thương hiệu trong nước và quốc tế. Điển hình như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hay là Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đối với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phấn đấu vươn lên và trở thành doanh nghiệp về khai thác cảng và cung ứng dịch vụ logistics số 1 của Việt Nam. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng, tạo nên sự khác biệt, bứt phá về năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Năm 2010, Công ty Tân Cảng Sài Gòn được nâng cấp thành Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, khởi đầu giai đoạn phát triển toàn diện, hội nhập sâu rộng, vươn ra biển lớn. Sau khi được nâng cấp thành Tổng Công ty, Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn chủ trương tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư hiệu quả, giữ vững thương hiệu, tạo sức cạnh tranh để phát triển bền vững. Thực hiện chủ trương đó, giai đoạn này đã có 8 công ty con và công ty liên kết được ra đời. Trong đó, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng, gọi tắt là TCIS, ra đời ngày 1 tháng 11 năm 2010 là công ty con Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Với sự khởi đầu là hợp tác với ABS, một công ty đến từ Úc, chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý và khai thác cảng chuyên nghiệp trên toàn thế giới, và ABS Việt Nam để phát triển các giải pháp quản lý điều hành cảng. Đại úy Bùi Hải Quân được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Châu Hải Thương giữ chức vụ Giám đốc. Ngày 29 tháng 11 năm 2010, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khai trương Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng. Đây là mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một công ty mang dòng sản phẩm công nghệ thời đại kinh tế tri thức, với kỳ vọng sẽ đem lại cho Tân Cảng Sài Gòn sự khác biệt, đột phá về tiên phong ứng dụng công nghệ để không ngừng nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Được Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn giao nhiệm vụ phối hợp với Phòng Công nghệ Thông tin phát triển, vận hành, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin cho Tổng Công ty và các công ty thành viên. Với quy mô lớn, độ phức tạp cao của hệ thống phần mềm, máy chủ, mạng, số lượng hơn 4.400 thiết bị. Cùng với việc liên tục phát triển, mở rộng và đảm bảo hoạt động 24/7, trong điều kiện luôn thiếu hụt về nhân sự, là nhiệm vụ vô cùng nặng nề đối với đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng. Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ nhân viên TCIS đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi mô hình, cơ chế hoạt động, định hướng phát triển của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cũng như xu hướng công nghệ thế giới, đã xây dựng được những dòng sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin mang thương hiệu TCIS, được ứng dụng rộng rãi trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị trong toàn hệ thống Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Trong lĩnh vực khai thác cảng, từ năm 2011 đến nay, đội ngũ cán bộ nhân viên của TCIS đã phối hợp với ABS Úc triển khai thành công hệ thống điều hành khai thác cảng TopS, TopIt và TopoVN, hệ thống quản lý điều hành dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Từ công tác lập kế hoạch điều hành sản xuất đến công tác quản trị trao đổi dữ liệu theo thời gian thực tại các cơ sở cảng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, gồm cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép, cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải, terminal Tân Cảng Phú Hữu, cảng Tân Cảng Hiệp Phước, cảng container quốc tế Hải Phòng, terminal Cát Lái Giang Nam. Đặc biệt, vào đúng ngày mùng 2 Tết Ất Mùi 2015, phân hệ TopoVN do TCIS làm chủ toàn diện về công nghệ đã được go live thành công tại cảng Cát Lái. Việc ứng dụng thành công hệ thống TopS đưa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiếp tục là nhà khai thác cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam, xếp trong nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Thực hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về triển khai đề án hiện đại hóa khâu thủ tục giao nhận container, TCIS đã phát triển hệ thống ePort năm 2012 với các tiện ích cung cấp thông tin cho khách hàng, làm thủ tục trực tuyến, hệ thống được nâng cấp thêm các chức năng phát hành hóa đơn điện tử, thanh toán qua thẻ ATM, qua cổng NAPAS vào năm 2016, giúp hỗ trợ các đại lý hãng tàu không cần phải có văn phòng đại diện tại cảng. Khách hàng làm thủ tục và thanh toán trực tuyến,
nhận hóa đơn điện tử, thủ tục thông quan trực tuyến mà không cần đến giao dịch tại cảng. Góp phần hiện đại hóa khâu thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông, mang lại giá trị cho xã hội, là điểm nhấn trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. Hệ thống hiện đang được áp dụng cho các cảng Cát Lái, TCIT, TCTT, Hiệp Phước và HICT. Năm 2020, TCIS đã xây dựng, phát triển thành công phần mềm TTOS thay thế cho phần mềm CMS. TTOS là bộ giải pháp phần mềm cho các cảng ICD, Depot có các chức năng tương tự như TopX, TopoVN, tích hợp sẵn và giúp khách hàng tiếp cận với các chức năng hiện hữu như ePort, EDI, EDO, hải quan, ngân hàng. Phần mềm này đã được go live cho ICD Tân Cảng Hải Phòng từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, thử nghiệm tại Tân Cảng Mỹ Thủy 2 và đang triển khai cho Tân Cảng 128 Hải Phòng. Trong lĩnh vực dịch vụ Logistics đã triển khai thành công hệ thống giao tiếp dữ liệu giữa các hệ thống điều hành khai thác cảng TopS và hệ thống quản trị điều hành vận tải OTM cho SNP Logistics, vận tải bộ, vận tải thủy. Đặc biệt là kết nối hệ thống hải quan tự động cho tất cả các cảng, kho, bãi, góp phần nâng cao năng lực điều hành hiệu quả, chất lượng dịch vụ Logistics trong toàn hệ thống. Triển khai hợp tác chiến lược với D-Essential, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp về trao đổi dữ liệu điện tử EDI và chuỗi cung ứng có trụ sở tại Mỹ, cùng phát triển phần mềm quản lý, điều hành kho hàng WMSVN. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, theo thời gian thực, đã góp phần nâng tầm công tác điều hành sản xuất, hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ cho các kho hàng CFS, ngoại quan tại công ty cổ phần kho vận Tân Cảng. Năm 2019, TCIS trở thành đối tác của Info Mỹ, triển khai phần mềm quản lý, điều hành kho phân phối hàng đầu thế giới Info SCE tại ICD Tân Cảng, Long Bình. Trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn, công ty phối hợp với Phòng Công nghệ Thông tin triển khai hệ thống quản lý an ninh cảng Cát Lái và hơn 420 camera giám sát toàn bộ hoạt động tại cảng, bao gồm cổng ra vào, văn phòng, khu thủ tục, hệ thống kho bãi, nhà xe, bếp ăn, góp phần quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn cho đơn vị, khách hàng. Đồng thời, triển khai hệ thống công nghệ thông tin an ninh cảnh giới tại cảng quốc tế Cam Ranh, phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng. Phối hợp với hải quan, triển khai công tác vận hành, bảo trì hệ thống, ra quét phóng xạ, hạt nhân tại cảng Tân Cảng, Cát Lái. Triển khai ứng dụng công nghệ ảo hóa, lưu trữ nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên máy chủ, tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng tính sẵn sàng, linh hoạt của hệ thống. Triển khai các hệ thống giám sát tình trạng hoạt động toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, giúp cảnh báo sớm và chủ động xử lý nhanh chóng, kịp thời các sự cố. Chuẩn hóa quy trình, ứng dụng phần mềm Service Desk và bước đầu áp dụng chuẩn quốc tế ITIL nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin. Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin, kiểm soát theo từng vùng, từ người dùng, quản trị đến hệ thống máy chủ, máy chạm, giúp tăng cường kiểm soát truy cập từ người dùng, phát hiện, ngăn chặn chủ động các nguy cơ dò quét, tấn công từ nội bộ và bên ngoài, phát hiện sớm các cuộc tấn công có chủ đích vào hệ thống máy chủ để xử lý và ngăn chặn kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Trong lĩnh vực xây dựng đơn vị, công ty phối hợp với Phòng Công nghệ Thông tin triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, văn phòng điện tử, office, thư điện tử, hội nghị truyền hình cho 16 điểm cầu trong toàn tổng công ty, điện thoại IP giúp nâng cao công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm chi phí. Triển khai phần mềm quản lý trang thiết bị kỹ thuật Maximo giúp tối ưu hóa các nghiệp vụ quản lý của ngành kỹ thuật, kịp thời đưa ra được các dự báo chính xác về tình trạng của các trang thiết bị kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cao độ tin cậy của trang thiết bị kỹ thuật, giảm thời gian thiết bị nằm chờ sửa chữa, chờ vật tư thay thế, tăng hệ số kỹ thuật, tăng hiệu quả khai thác và sử dụng trang thiết bị, tiết kiệm chi phí vật tư, nhân công. Kết quả sản xuất kinh doanh trong 10 năm của công ty luôn có sự tăng trưởng tốt, doanh thu tăng 126%, lợi nhuận tăng 54%, nộp ngân sách tăng 99%, thu nhập bình quân người lao động tăng 21%. Trong giai đoạn năm 2015-2019 so với giai đoạn năm 2011-2014. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp ủy, chỉ huy công ty TCIS thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện,
các tổ chức quần chúng vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân thời kỳ mới. Luôn quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tích cực tham gia công tác dân vận, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Trước xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Tân Cảng, nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chính vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo công ty đã xác định tập trung đột phá, triển khai chiến lược phát triển theo định hướng cho thuê các sản phẩm công nghệ thông tin chuyên nghiệp trong lĩnh vực cảng, logistics, tạo cơ chế đãi ngộ phù hợp, hiệu quả nhằm thu hút, xây dựng được bộ khung nhân sự chủ chốt, chuyên sâu cho từng sản phẩm công nghệ thông tin chính yếu, kết hợp với tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo công nghệ, nghiệp vụ. Thực hiện thành công chủ trương của Đảng bộ Quân cảng Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có công nghệ vượt trội, tiên phong, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong phục vụ khách hàng, xây dựng cảng thông minh, kho thông minh, dịch vụ vận chuyển thông minh, trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và logistics.